giả. Các ông lau chùi bên ngoài bát đĩa, còn bên trong lại đầy dẫy những tham lam và phóng dục. Này, phải biệt lập mù quáng. Trước hết phải rửa sạch bề trong bát đĩa, rồi bề ngoài mới sạch. Khốn cho giới dạy luật và biệt lập, giả nhân giả nghĩa. Các ông giống như những ngôi mộ, sơn phết bên ngoài thật đẹp, mà bên trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ bẩn. Cũng thế, các ông khoác chiếc áo đạo đức để che giấu lòng gian trá và vô đạo. Khốn cho giới dạy luật và biệt lập đạo đức giả. Các ông xây mộ cho các nhà tiên tri, trang trí đài kỷ niệm các nhà đạo đức và tuyên bố: nếu sống vào thời ấy, chúng tôi đã không về hùa với tổ phụ mà sát hại các nhà tiên tri. Như thế, các ông tự nhận mình là con cháu kẻ sát hại người. Vậy các ông hãy theo gót người xưa, làm cho tội ác của họ thêm đầy tràn. Các ông hiểm độc như rắn hổ mang. Các ông đúng tông, đúng giống như thế. Làm sao thoát khỏi cực hình trong địa ngục? Ta đang sai các tiên tri, các nhà triết học và các giáo sư đến với các ông. Các ông sẽ đóng đinh người này trên cây thập tự, đánh đập người khác trong các hội trường và truy nã họ từ thành này sang thành khác. Như thế, các ông phải chịu trách nhiệm về máu của những người công chính đổ ra khắp đất, từ máu Abel cho đến máu Sachari, con trai Barachi, người đã bị các ông sát hại giữa đền thờ và ban thờ. Ta xác nhận chính thế hệ này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Jerusalem, Jerusalem, người đã sát hại các nhà tiên tri và ném đá sát hại các sứ giả của Chúa. Đã bao lần ta muốn tập hợp các ngươi như gà mẹ gọi con về ấp ủ dưới cánh, nhưng chẳng ai nghe. Vì thế, nhà các ngươi sẽ hoang vắng tiêu điều. Ta cho các ngươi biết, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến ngày các ngươi hoan nghênh sứ giả của Chúa. Hãy